ngày. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 40, Lâm Siêu, Hạo Nhiên, mấy cậu dở quá. Nó kêu mà tao thấy tao ngại giùm hả trời. Cái con nhỏ trà xanh này lại ra chiêu mới rồi. Chi, mày mau đưa nước cho Lâm Siêu đi. Alo, cậu ấy không muốn uống nước của mình đưa hả? Anh Na, chúng ta về lớp đi. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Tức kiếp tao rồi. Minh Hơ, không cần phải like cho tao đâu. Mày đừng có giận nữa, tao đang đồ ăn vặt cho mày nè. Ê, ngon nha, cái này mấy đứa con trai lớp mình thích lắm á. Con trai lớp mình thích à? Kia, cậu cho mình một cái đi. Cảm ơn. Hạo Nhiên à, nghe nói cậu thích ăn cái này nhá, nhưng mình chuẩn bị tặng cho cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Nhìn thấy phát ghét à. Ê, thằng Hạo Nhiên của mày sắp bị cướp mắt rồi kìa. Mày mau qua bên Lâm Siêu đi, mày không chủ động thằng Lâm Siêu mới bị cướp mắt á. Anh Lâm Siêu à. Lâm Siêu à, cho mình mượn vở bài tập có được hay không? Cho em mượn vở bài tập được không? Cho cậu mượn nè. Em cảm ơn nha. Chi à, cậu ngồi xuống đây, mình dạy cho cậu. Lúc nãy mình đưa vở bài tập cho cậu ấy để đủ cậu ấy đi cho nhanh thôi. Giải thích với mình làm gì vậy? Câu này cậu không biết hả? À, khi tôi đi học ở trường Whistle phòng 41, thì cái phim bá đạo tổng tài này hay ghê em này. Ừ, tao cũng thích bá đạo tổng tài trong phim đó nữa. Lạnh lùng bá đạo gì đâu á. Hóa ra là cậu ấy thích bá đạo tổng tài lạnh lùng à. Đơn giản. Câu này, Lâm Siêu, em trả lời đi. Hả? Cô đơn giản như vậy mà em cũng không biết hả? Cô à, cô đừng có cố mà thử thách em. Cái gì? Cô bảo em trả lời câu hỏi. Nếu như cô ấy chọc giận em thì cô đã thành công rồi đó. Em không trả lời đúng không? Không trả lời thì cô gọi người khác. Cô có biết là cô đang chơi với lửa hay không? Hôm nay em... Cô đang cố thử thách giới hạn của em hả? Đáng chết! Sao em lại lo lắng cô bị thất nghiệp vậy chứ? Cô hỏi em thằng cuối nè, em có trả lời hay không? Cô nghĩ là chỉ vài ba câu mà đã thay đổi được quyết định của em hả? Được, em chờ đó đi, Minh Hồ. Lại báo tao nữa. Cuộc đời còn dài như vậy, đợi vài phút thì đã sâu chứ. Ngày mai em gọi phụ huynh tới đây gặp tôi. Cô muốn em trả lời câu hỏi đúng không? Có đâu vậy? Câu 10. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 42, bá đạo tổng tài lạnh lùng cô không được. Vì cậu ấy thích kiểu gì nhỉ? Tối đại ca nhớ ông game căng tụi nó giúp em nha. Căng thì căng chút sự gì tụi nó mày. Chia, yeah, mày đừng làm ông nữa có được hay không? Mày không học thì cũng để cho người khác học chứ chứ. Tao đâu nói gì đâu. Mày vừa mới ngáp một cái đó. Tao biết rồi. Cái con trà xanh chết tiệt này, nhắm mắt nạt cà rốt của mình. Lúc thì điếc, lúc thì tai thính như chó. Anh Na, mày có ý gì hả? Tao đâu có ý gì đâu. Tao chỉ thắc mắc tại sao mày chỉ nghe tiếng ngôn chi mà con trai lớp mình nói chuyện lớn như thế mà mày không nghe thấy. Xin lỗi nha Trà Trà, tụi mày nói chuyện làm ảnh hưởng đến cậu hả? Không sao đâu à, em sẽ không cảm thấy bị làm phiền đâu. Lật mặt nhăn như bánh tráng. Lâm Siêu, ra chơi rồi, ra ngồi chơi đi. Tao không đi đâu, tụi mày đi đi. Làm tao giật cái mình à. Chà chà, sao mày không có ý tứ gì trơn vậy? Mày thả bom lớn như vậy, sao mà tụi tao học được? Sáng nay còn ăn bún đậu mắm tôm hả Trà Trà? Không phải em thả bom mà, không phải em thả bom mà. Các anh hiểu lầm rồi. Không phải. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 43. Ê Chi, thằng Hạo Nhiên rủ tao ngày mai đi chơi á. Mai là năm 20, là lễ tình nhân mà. Chắc là nó có ý với mày rồi. Chắc không có gì đâu. Chi à, ngày mai đi công viên chơi với mình nha. Ừ. Bay cũng ở đây hả? Hay gì lúc nãy tới nhà tìm mày mà không thấy? Trùng hợp giữa Bay. Hay, mọi người tập trung đông đủ quá ha. Đi chơi riêng với gái, hay gì đủ không được. Cái thằng chết tiệt này. Anna, ở đây. Hay, sao không giữ gì trời? Mà tụi mình chơi gì trong cái công viên này vậy? Tất nhiên là chơi nhà ma rồi. Tao nhớ ra là lúc nãy ngồi cổng có bán mấy cái đồ lưu niệm á. Tao thích nó lắm, giờ tao ra mua đây. Vậy tụi tao đợi mày mua xong rồi chơi cũng được. Không cần đâu, mấy cái thứ con nít chơi này không hợp với tao đâu. Tao cũng muốn đi mua một cái giống nó. Đúng là mấy đứa nhát gan. Hey, lễ tình nhân năm 20, mua hai sợi mới được giảm giá, còn dư sợi để làm gì trời. Ê, mày tính đi đâu vậy? Hay đại ca, em đi tìm anh đó. Ý em là em tới đây tìm anh mua đồ lưu niệm. Mày thích cái này đúng không? Tặng mày nè. Cảm ơn đại ca. Hôm nay là năm 20, lại tặng mình cái ngọc bội màu đỏ này. Có ý với mình hả trời? Không có được đâu. Hôm nay thằng này nó bị gì vậy trời? Mấy con ma trong này hài gần chết à, chả sợ gì trơn á. Ừ, đúng đó.
Chi à, mình có này tặng cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Nghe nói con gái đều thích người có học thức. Đây là Thường Long Phú, dài 5 mét, do mình tự tay chép ra. Lãng mạn ở chỗ biểu đạt tình yêu chân thành, chậm chậm mà tới. Bên trong hơn 4.000 chữ, đều là chữ Hán hiếm gặp. Chắc là cô ấy sẽ thấy mình tài giỏi quá đây mà. Nó có ý gì vậy trời? Đã biết mình đọc không hiểu rồi. Nó tặng cái này cho mình để chửi mình ngu, cần phải đi học thay mà trời. Tâm ý của cậu mình đã hiểu rồi. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 44. Năm siêu à, cho mình mượn với bài tập toán với. Cảm ơn cậu nha. Hạo Nhiên à, cho mình mượn với bài tập tiếng Anh với. Cảm ơn cậu nha. Ủa, mày chưa làm nhiều bài tập như vậy luôn hả? Tao làm xong từ sớm rồi, vậy là muốn sửa đáp án thôi. Ồ. Á trời ơi, đáp án của thằng Long Thiên thiệt tôi luôn nè. Trời ơi, đáp án của thằng Hạo Nhiên lại khác với tao hoàn toàn luôn. Chắc là muốn thu hút sự chú ý của tao đi mà. Không ngờ tụi nó chỉ vì muốn tìm lấy cái tiền của tao mà bỏ đi nhiều công sức như vậy. Trời ơi, đáp án của tao cũng y chang, tụi nó làm dễ tụi bay. Thằng Lâm Siêu nó học dở nhất lớp, nó làm đúng hết là đúng rồi. Còn thằng Hậu Nhiên nó đổ sổ mà, làm sai hết là đúng rồi. Thật là khó hiểu quá đi mà. Thôi, mình làm bài tập thôi. Sao câu này khó dữ vậy trời? Mi Ho à, câu này làm sao vậy? Câu này... mình cũng không biết nữa. Câu đó cậu biết làm hả? Cậu có thể hỏi mình nè. À, câu này làm sao vậy? Bạn yêu tôi yêu bạn thì Adama play cả xanh. Cái gì vậy trời? Nghe mà tao rùng mình luôn á. Bạn yêu tôi yêu bạn thì Adama play cả xanh. Trà trà à, cậu hát lớn tiếng quá rồi đó. Hả? Không phải tụi nó đang hiểu lầm tao, là tao đang hát từng ca cho tụi nó nghe chứ. Lát nữa tụi nó tranh tao, rồi tụi nó quýnh nhau thì sao? Tao không biết chịu ai hết cả nhà. Bị nhiều người thích như vậy, áp lực quá đi hả? Chị à, cảm ơn mình nha. Ngã quân nhỏ này có bình thường không trời? Là nó không bình thường hay là mình không bình thường đây ta? Thôi mà kệ nó đi. Bạn yêu tôi yêu bạn thì sao không nói ra đi bạn ơi? Đáng ghét. Vì sao anh nhớ em thế này? Bạn yêu tôi yêu bạn thì sao không nói ra đi bạn ơi? Bạn yêu tôi yêu bạn thì sao không nói ra đi bạn ơi? Cái con nhỏ trà xanh này, ông như vậy thì làm sao mà tao dễ bài cho crush của tao được. Thấy giờ chưa trời, ngồi đây lát nữa chắc tao siêu phê đồng luôn á. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 47. Vừa dù vừa đẹp trai như mình, mà gái nó không theo, kỳ ghê á. Nhưng mà trai nó theo. À, cái thằng chết tiệt này, mẹ đâu chưa ra vậy? Ê, mà mày có cách nào giúp tao thay đổi con chi không? Theo tin mật báo thì con chi nó rất thích chơi game Crazy Ninja Cat. Chỉ cần mày chơi giỏi lại mấy theo liền. Dù như tao thì game nào mà làm khó được, nạp game vài ba tỷ thì ai mà đấu lại tao. Nhưng con game Crazy Ninja Cat này được mệnh danh là game test nhân phẩm cho nội. Mở rương 4 nhận vũ khí ngẫu nhiên và đi chiến đấu. Số nhỏ thì ăn cái này cơ. Để tao thử. À, sao mà ra toàn cái này thế này? Thôi, để tao dạy mày chơi, cái chơi kiểu này tiếng bao giờ mới qua được. Mày mở cái rương báu này ra, thấy vật phẩm công xịn thì bán đi lấy xu. Rồi nâng cấp cái rương báu này lên để tăng tỷ lệ mở được vũ khí xịn. Đó, nâng cấp cái là ngon ngay. Nhìn mày hấp dẫn ghê á. Hả? Ý tao là nhìn mày chơi game hấp dẫn ghê á. Hiểu cách chơi rồi thì mau đi cua con chơi đi. Game này đang hút nhất thế giới, chả cập nhật xuống gì cả. Công mẹ rồi mà con chơi cái gì nữa. Hả? Ý tao là chơi tiếp Crazy Ninja Cat của mày đi.